thị trường F&B ngày càng phát triển, đặc biệt là các cà phê shop rất nhiều decor với nhiều phong cách khác nhau. Để cạnh tranh và tạo điểm cộng ấn tượng trước đối thủ, các owner cần chú ý những điểm sau. Lựa chọn location, gần đường lớn, nằm tại trung tâm đông đúc. Có bãi đỗ xe. Để không mờ nhạt trước đối thủ, cà phê shop của bạn phải mới mẻ và mang đến sự tiện nghi nhất cho khách hàng. Tại Zenith Play, mọi dự án đều được thiết kế đậm nét riêng và đẳng cấp chỉ với một đô trên square feet, năng động trẻ trung với phong cách công nghiệp, wabi-sabi mộc mạc gần gũi, sang trọng tiện nghi với phong cách hiện đại, tận dụng tối đa diện tích mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Bản vẽ 3D Zenith Play cùng dimension chi tiết theo quy chuẩn nên bất kỳ builder nào cũng có thể làm việc được. Đặc biệt toàn bộ nội thất đều được Zenith Play custom theo bản vẽ tại xưởng sản xuất hiện đại. Bạn muốn mở cà phê shop nhưng chưa tìm được ý tưởng thiết kế? Inbox ngay để được tư vấn concept của riêng bạn.